Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, sự trở lại của ca sĩ Quang Vinh. Kết thúc phần 1 là những chia sẻ về lý do vì sao nam ca sĩ dừng sự nghiệp ca hát của mình trong một thời gian dài. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về những suy nghĩ của anh về tình yêu và hôn nhân, tin đồn về giới tính và sự trở lại bất ngờ của mình. Làng giải trí Việt Nam từ lâu dường như mất hút cái tên Quang Vinh. Trong suy nghĩ của nhiều người, có lẽ Quang Vinh cũng giống như những ca sĩ ở thế hệ trước, dần im lặng và từ bỏ nghề, lập gia đình và chuyển sang kinh doanh để bình ổn cuộc sống. Chẳng còn xa lạ với gia thế khủng của Quang Vinh, người ta vẫn bảo nhau rằng vì quá giàu nên anh không cần chen lấn trong showbiz phức tạp. Và vì nam ca sĩ vẫn độc thân nên thường xuyên bị báo chí lôi vào các nghi án về giới tính. Tuy nhiên, sự dừng lại của anh là một quyết định khó khăn khi cuộc sống đang dần đi vào bế tắc. Chia sẻ về tình yêu và hôn nhân, ca sĩ Quang Vinh có những băn khoăn nặng trĩu về những ám ảnh từ chính cha mẹ của mình. Từ nhỏ, anh đã không ở gần ba mẹ nhiều vì công việc kinh doanh của gia đình. Anh sống với bà ngoại. Sau đó, ba mẹ ly hôn, thậm chí còn tranh chấp khiến anh có cái nhìn không tốt về hôn nhân. Anh cho rằng hôn nhân là một điều khủng khiếp. Trước đó, anh cũng đã từng đặt niềm tin vào tình yêu, nhưng vài lần đổ vỡ khiến anh càng hoài nghi hơn về cái gọi là hạnh phúc. Bên cạnh đó, một phần cũng do đường tình lận đận, ít ai biết đến của nam ca sĩ. Có xuất thân là danh gia vọng tộc, từng hoạt động trong showbiz và có cơ hội làm việc với không ít người đẹp của Vbiz, nhưng Quang Vinh chưa từng công khai người yêu với công chúng. Người hâm mộ chỉ biết những thông tin tình cảm của Quang Vinh qua những lời đồn thổi. Khi mới nổi danh ở lĩnh vực ca hát, Quang Vinh đã từng thừa nhận yêu một cô gái cùng nghề. Nhưng rồi tình yêu đó không có một kết thúc hạnh phúc. Nghe nói rằng cô gái đó đã theo gia đình sang định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, dư luận cũng từng bùng lên tin đồn Quang Vinh có thời yêu đơn phương Tăng Thanh Hà. Vào năm 2005, Quang Vinh và Tăng Thanh Hà bắt đầu có cơ duyên làm việc chung với nhau. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Quang Vinh cũng không ngại thừa nhận tôi yêu đơn phương Tăng Thanh Hà, nhưng cũng tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Chỉ biết là tôi rất mến Tăng Thanh Hà. Sau chia sẻ của Quang Vinh, Tăng Thanh Hà bất ngờ từ chối khéo. Có dịp làm việc chung với Quang Vinh nhiều lần, nên tôi nhận thấy Vinh là một người bạn tốt. Trước sau, tôi vẫn coi anh là bạn. Thật sự tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này bởi muốn tập trung vào việc học trước mắt. Từ khi chuyện tình duyên không thành, Quang Vinh và Tăng Thanh Hà hạn chế hợp tác và xuất hiện cùng nhau. Phải đến năm 2007, cả hai mới có dịp tái hợp khi được một tạp chí mời chụp hình cưới. Năm 2008, anh kết hợp cùng với nữ ca sĩ Bảo Thy và tạo tiếng vang lớn. Khán giả và báo chí lúc bấy giờ cũng rộ lên nghi vấn liệu cả hai có phải là một đôi hay không. Quang Vinh cũng từng trả lời với báo chí: hãy để thời gian trả lời nhé, không ai nói trước được tương lai đâu. Lúc này, đối với tôi, Bảo Thy là một cô gái rất đặc biệt và là bạn diễn rất ăn ý. Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức vì quá yêu thích và ngoại hình của cả hai ca sĩ quá đẹp đôi, đến mức khiến người hâm mộ muốn gắn ghép họ thành một đôi thôi. Nhiều năm đi hát, tình trường của ca sĩ Quang Vinh cũng chỉ trải qua vài lần mấp mé như thế. Cũng trong một lần phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về vấn đề tình yêu, Quang Vinh cũng rất vui vẻ bảo rằng khi yêu ai đó, anh rất chung thủy, sẽ không có chuyện phản bội, thậm chí là ngoại tình tư tưởng cũng không hề có. Nếu nhìn thấy một người đẹp, đương nhiên mình sẽ rung động, nhưng chỉ đơn giản là như vậy thôi. Anh còn bật mí thêm, mối tình lâu nhất của anh kéo dài tận 10 năm và hiện tại anh vẫn chưa có bạn gái. Bên cạnh không có bóng hồng chính thức nào và việc Quang Vinh thường xuyên xuất hiện thân mật với một người bạn là nhà thiết kế Lý Quý Khánh khiến báo chí có rất nhiều bài viết về giới tính của ca sĩ Quang Vinh. Một số bài báo còn chụp lại những hình ảnh tình cảm của hai người và mức độ thân thiết hơn bình thường của cả hai như đi du lịch cùng nhau, những bức ảnh tạo hình giống nhau hay các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội khi cả hai cùng mặc đồ đôi dự sự kiện. Trong bữa ăn gia đình của nhà thiết kế Lý Quý Khánh vẫn có mặt của Quang Vinh, vân vân cũng đã làm người hâm mộ có phần tin đó là sự thật. Về nhà thiết kế Lý Quý Khánh,
Anh cũng có xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại muốn sống tự lập. Nói về Quang Vinh và tin đồn hai người yêu nhau, nhà thiết kế bảo rằng cũng có thể gọi là yêu, nhưng đó không phải là tình yêu mà là sự yêu thương từ những người bạn, người anh em, là tình tri kỷ, vì Quang Vinh đã từng giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp và họ đã gắn bó với nhau 11 năm qua. Đối với Quang Vinh, khi được hỏi anh nghĩ gì về tin đồn giới tính, anh cũng cười, nói tùy mọi người, muốn nghĩ sao cũng được. Anh không quan tâm lắm vì mỗi người có cuộc sống và suy nghĩ riêng, và anh vẫn không ngần ngại xuất hiện với người bạn tri kỷ của mình. Bằng chứng là trên mạng xã hội, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về nhau, cùng nhau làm những điều mình thích. Từng chia sẻ rằng thời gian qua từ bỏ ca hát cũng một phần vì anh tham gia làng giải trí quá sớm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày thức dậy đều tập hát, tập nhảy rồi đi diễn, khiến anh bị cuốn vào một cuồng quay cố định. Mọi thứ trở nên quá nhàm chán, khiến anh không còn cảm hứng hát và truyền cảm xúc vào bất cứ ca khúc nào nữa, nên quyết định từ bỏ những thói quen đã cũ ấy, tìm đến những điều mới mẻ hơn, tận hưởng cuộc sống, đi đó đi đây và làm mới bản thân mình. Có lẽ với nhiều người đó là từ bỏ, nhưng với Quang Vinh chính là bắt đầu. Anh từng bước tìm lại cảm hứng, tìm lại đam mê của chính mình. Khi đã thật sự tốt đẹp và sẵn sàng hơn, anh lại tiếp tục cống hiến cho khán giả. Và giờ đây, một Quang Vinh với phong cách mới mẻ, chững chạc và trưởng thành hơn đã quay trở lại, không hề phụ lòng người hâm mộ luôn yêu quý anh. Bắt đầu bằng series phim Tỉnh Giấc, Tôi Thấy Mình Trong Ai kết hợp với Chi Bu, Quang Vinh đã hoàn toàn thu hút khán giả bằng sự điềm đạm và tinh tế của mình. Anh tham gia nhiều game show và chính thức cầm mic hát lại những ca khúc dấu ấn một thời, khiến nhiều bạn trẻ 8X, 9X phải ngậm ngùi về một thời đã qua. Ngay lập tức, hình ảnh Hoàng tử Sơn Ca sống lại. Với sự kỳ vọng không nhiều của mình rằng khán giả sẽ lại ủng hộ nhiều như xưa, ca sĩ Quang Vinh vẫn muốn tung ra một sản phẩm âm nhạc ngay khi lấy lại cảm hứng chỉ để thỏa niềm đam mê. Tuy nhiên, khán giả đã rất hài lòng về sự trở lại này. MV Điều Buồn Tên nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả và liên tục được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đã qua về tuổi trẻ, nam ca sĩ Quang Vinh đã cho ra mắt MV Điều Buồn Tên, mang đầy chất tự sự, đượm buồn. Xuyên suốt MV là những cảnh quay tuyệt đẹp ở Đà Lạt, được đầu tư hoành tráng về cảnh quay và góc máy. Quang Vinh cho biết đây là một MV hoành tráng nhất từ trước đến nay của anh và được nam ca sĩ đặt rất nhiều tâm huyết cho sự trở lại lần này. Quang Vinh hy vọng mọi người sẽ đón nhận sự trở lại của một Quang Vinh trưởng thành và chững chạc hơn chàng hoàng tử Sơn Ca năm nào. Anh cũng tiết lộ rằng trước khi ra mắt Điều Buồn Tên, anh cũng khá lo lắng, nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều vì vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nam ca sĩ cũng cho biết sắp tới anh sẽ cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc đúng với mình trong thời điểm hiện tại, mong rằng vẫn nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người. Ngoài việc trở lại bằng một MV, Quang Vinh còn tham gia diễn xuất trong series phim của Chi Bu Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai. Đó mới là sự trở lại với showbiz đầu tiên của anh. Ca sĩ Quang Vinh vào vai Đức Duy, người quản lý của Hoàng Đan, do Chi Bu thủ vai. Anh chơi khá thân với Chi Bu ngoài đời, nên khi bị đàn em dụ dỗ, Quang Vinh đã đồng ý. Đây cũng là dự án đầu tiên khi anh quyết định quay trở lại với showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Trong thời gian hợp tác cùng Chi Bu, Quang Vinh từng bị fan cuồng của nữ diễn viên nhắn tin hăm dọa, cấm anh đến gần cô. Chi Bu cũng phải lên tiếng nhắn nhủ các fan phải hành xử đúng mực. Nếu đã từng xem qua, khán giả có thể thấy một Đức Duy trầm tĩnh, điềm đạm và đáng tin cậy cũng khá giống với tính cách ngoài đời của anh. Tài diễn xuất của anh cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh xuất hiện với vai trò diễn viên. Vào năm 2008, anh cũng đã từng thể hiện rất thành công vai thầy giáo Hoàng Gia trong bộ phim Nữ Sinh. Lúc bấy giờ, bộ phim rất được yêu thích. Với ngoại hình ưa nhìn và độ nổi tiếng của mình vào thời điểm ấy, Quang Vinh chia sẻ có khá nhiều người mời anh đóng phim, nhưng do lịch làm việc bận rộn và nhận thấy các vai diễn không phù hợp với tính cách nên anh không nhận lời tham gia. Cho đến khi kịch bản Nữ Sinh được gửi đến,
anh đã quyết định thử sức vì nội dung thu hút và vai diễn thầy giáo khiến anh rất hứng thú. Anh cũng không ngờ rằng sau nhiều năm quay trở lại với showbiz thì đóng phim lại là công việc đầu tiên của anh. Sự trở lại với âm nhạc của Quang Vinh không những có ý nghĩa đặc biệt với anh mà còn là niềm vui của rất nhiều khán thính giả. Bởi mọi người vẫn luôn yêu quý một ca sĩ khiêm tốn, chân thành và tận tâm như Quang Vinh. Gia thế và sự nổi tiếng chưa bao giờ khiến anh có khoảng cách với bất kỳ ai. Anh vẫn gần gũi và hòa nhã trong cả cách hát và hành xử của mình. Chính điều đó mới là nguyên nhân khiến anh vẫn được khán giả yêu mến cho đến ngày hôm nay. Chúc anh tiếp tục thành công và mang đến cho khán giả những bài hát thật hay trong thời gian sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Đừng quên subscribe và ấn like để cập nhật được những thông tin mới nhất từ kênh Báo Nói nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.